xin chiếc ly đá. Không bấm vô được rồi. Chơi sao đi? Mình sẽ lấy cục đá. Được, được. Mình sẽ lấy cái cây kìa. Bấm cái chuông á. Thanh Thảo xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Thưa quý vị, vào một khung giờ quen thuộc buổi chiều thứ bảy cuối tuần thì tất cả chúng ta lại gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện hết sức đáng yêu của các bé. Nhưng trước tiên cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên đó chính là diễn viên Mỹ Uyên. Chào Thanh Thảo, xin chào tất cả quý vị. Tham gia chương trình Con Đã Lớn Khôn thì Mỹ Uyên rất là thích, tại vì các bé thật là đáng yêu, hồn nhiên, dễ thương, làm cho mình cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Bởi vì suy nghĩ của người lớn rất là phức tạp, còn đối với trẻ con thì đơn giản lắm. Nhiều khi mình còn phải phân tích, đắn đo, còn các con là cứ làm theo cảm xúc là nhiều đó. Và ngày hôm nay thì cũng có hai nhân vật chính cùng với quý vị phụ huynh cũng đang có mặt ở đây để theo dõi hành trình đầu đời của các con. Xin được giới thiệu các mẹ và các bé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với bé dâu xinh xắn đáng yêu cùng với cô bạn Seri. Xin mời. Lứa tuổi nhi đồng từ 3 đến 5 tuổi với những bất an lo lắng của bố mẹ. Cùng tâm trạng đó là nỗi lo của hai bà mẹ trong chương trình Con Đã Lớn Khôn ngày hôm nay với hai cô con gái nhỏ khá cá tính của mình. Giơ tay rất là dạn dĩ và dễ tiếp xúc với người lạ, cho nên đôi lúc mẹ lo lắng đó là giơ tay có thể gặp người lạ và người lạ cũng nói chuyện thân thiện thì giơ tay nghĩ là bạn và có thể là theo người lạ đi luôn thì mẹ rất sợ. Seri á thì nhưng là tính tình thì cũng nhanh nhẹn, tình cảm. Mẹ muốn cho Seri tham gia chương trình á, thứ nhất á là xem Seri là tự đi với bạn thì có thể hỗ trợ bạn như cùng nhau vượt qua khó khăn hay là giúp đỡ bạn không, trên đường đi á là có tranh giành gây tranh cãi hay như thế nào hay không. Đây chính là hai cô bạn thân trái tính cách, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng học chung một lớp. Dâu Tây tên thật là Trần Minh Thư và Seri tên thật là Nguyễn Trúc Quỳnh. Hành trình hôm nay của đôi bạn thân được bắt nguồn từ một tin vui. Đó là đi nhận quà từ một người bạn của mẹ là cô Ly. Và khỏi phải nói, đôi bạn thân đã háo hức như thế nào. Thơm lắm. Cho nên đó là mình mang mít qua nhà cô Ly luôn nha. Mẹ nha. Trời ơi, sao bữa dài chỉ có đúng môi mà. Alo. Không thể đi tay không để nhận quà, nên mẹ đã gửi cho hai bạn một quả mít để mang sang biếu cô. Và nhân tiện trên đường về chỉ là giúp mẹ một việc nhỏ, đó là mua rau cho mẹ. Tổng quãng đường đi là 1,4 km. Nhưng với tâm trạng hứng khởi và sự trợ giúp của chiếc xe đạp thì có lẽ sẽ không làm khó được đôi bạn nhỏ. Ây da, bao nhiêu lần rồi chiếc xe đạp cũng không có trợ giúp đâu, bởi vì chỉ có một chiếc thôi mà hai bạn. Rồi còn thêm cái quả mít nữa, cái quả mít là một cái vật rất là khó cầm, chị Uyên biết không? Tại vì á, okay. Ôm cũng được mà cầm một tay vậy cũng không được. Thì đó là hai bé sẽ rất là khó khăn trên cái tuyến đường đi, đúng không Thảo? Cho nên là mình nghĩ coi hai chị này sao ta? Có nhanh nhẹn dễ thương, nhanh nhẹn dễ thương hay là quạo quọ rồi nạnh nhau không? Mở đầu hành trình sẽ là cái tâm trạng như thế nào? Xin mời. Con phụ Seri đạp xe kiếp xe kìa cho tay. Đây nè, tiền mày bỏ trong này nè. Nha. Rồi. Rồi. Dạ. Con bye bye mẹ. Ừ, mẹ xuống lái xe á. Dạ. Chúng ta về đi một mình nha. Điều mà mẹ lo lắng nhất đó là mẹ sợ khi mà cái quả mít nó ở trên xe á, thì mấy bạn mà dắt lên rồi chơi công viên á, thì mẹ sợ cái mít nó bị rớt, cái xe nó bị ngã luôn. Xem ra lo lắng của mẹ có vẻ hơi thừa đối với hai cô bạn kỹ tính và cẩn thận như thế này. Trời nắng á thì nó rất là bơi xuống. Dù đi đâu ai cũng nhé, về chung thôi bên gia đi. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho quả mít thì một người phải hy sinh đi bộ, và người đó là... À, vậy là Cherry sẽ đạp xe, Seri đạp xe. Để chạy, chia sẻ tạm. Đừng đạp nhanh quá. Mà như hai cái dựng tốc nó cũng khác nhau nhiều hết á. Đi gấp bớt à. Em đạp xuống cho bạn. Xuống xe để mình đạp cho. Chắc nữa xuống đó là mình chạy ngay cho tay.
Có vẻ ai đó đã quá dễ tin người. Mình chạy mới có một phút à. Chăm chạy thêm nữa đi. Nhưng mà bạn đi để mình đợi cho lẹ. Một hồi giờ đi chạy qua đây là mình chạy phải không? Ờ. À, đang thỏa thuận với nhau đó. Đi lẹ lắm. Chạy thêm. Rồi chị kêu tăng tốc chị này chạy thêm. Chạy chồng lão. Cho ta cho biết ngay nhà có lấy âm mình cho ta chạy nhầm mới vậy. Ba bên kia đi về bên đây. Ba bên ơi. Ba bên ơi. Ba bên bên chờ tụi con. Đem mất xong rồi á. Khi xong rồi con quay về á, con mua củ cải. Mua rau mà. Mua rau. Mẹ dặn mua rau mà sao thành củ cải vậy con? Biết là dâu Tây đang rất nóng lòng muốn nhận quà, nhưng cứ một người chạy xe, người chạy bộ thế này thì có vẻ không ổn lắm. Dâu Tây chào mình với. Sao đi nhanh quá vậy dâu Tây? Dâu Tây mày muốn lên đây. Là dâu Tây nhất đúng không rồi? Dâu Tây chuẩn bị lên đà nè. Dắt cái mất đi ra đây. Chiếc xe tạp lên đi. Chúng ta hưởng lý nữa. Chuẩn bị nha. Mà phai ba. Lên rồi. Lên. Khéo ghê chưa chị? Bởi ta nói phụ nữ khôn lắm. Khéo lắm. Cùng mình khát nước quá vậy thầy ơi. Để mà nó sắp tới kìa vô tay. Nó sắp tới kìa kìa. Đưa dành lại. Rồi được rồi đó. Chú đi chạy đi. Chú đi dành tới mít nè. Không sao đâu chị. Chị ngang trên trang đi. Dạ. Chết cha. Chết cha. Khi mà sẽ đi chơi với bạn bè cùng với nhau á, thì rất là nhường nhịn với nhau. Khi mà gặp đó là giúp đỡ. Cái Siri cũng có sức khỏe nên là thường hay giúp bạn một số cái, nếu mà thấy cần khó khăn thì Siri sẽ giúp bạn. Đi cùng mình đi thôi. Đi không chịu dịnh đó. Này là hai. Wow. Này là hai chúng ta lại được đây. Hai chúng ta xuống, chúng ta dắt đi. Những tưởng cô bạn thân sẽ chịu xuống xe để đồng cam cộng khổ, nhưng ta tiếp thôi. Khi dịnh cho biết nè, chứ nó bị é rồi đó. Dịnh chặt quỷ lên nha. Ừ, quỷ lực lên nha đi. Bé Ron, chúng ta đã quen đường này rồi mà ha. Mình đi xuống đường này rồi. Mặc dù phải đi bộ, nhưng Suri luôn sẵn sàng giúp bạn. Đấy, đi lại đi đi. Đi đẩy đi. Đi đạp đi đi. Ủa giống như bị sốc sơn cái gì con? Nếu bị sốc như sơn vậy. Từ thôi, tại đường này nó nhỏ lắm. Đây. Đường gì ghê vậy đi. Đi đẩy lẹ lên. Đi đẩy lẹ lên. Nhờ sự trợ giúp của Suri mà chặng đường khó khăn đã được vượt qua một cách dễ dàng. Trước mặt là nhà của cô Ly kia rồi, nhưng... Cô Ly! Cô Ly! Rồi giữ đây để mình bấm chuông nè. Chuông cao quá. Để mình bấm chuông cho coi. Sao thấy cô Ly ta? Ly bấm được chuông không? Giờ đây nhảy nè. Không được. Chúng ta phải làm sao đây đây à? Con Lai ơi! Con Lai! Mệt ghê. Không bấm vô được rồi. Giờ Sari. Nãy giờ thấy là Sari là cái người năng động hơn á, chạy rồi, theo á. Sari là rất là biết giúp đỡ bạn. Các bạn không có sự cãi vã ở đây. Mặc dù là dâu không có nhường xe cho Ri,
mà Ri thấy nhưng mà đó, nó nhiệm vụ tôi cũng chạy mà ta chở hàng mà ở đây ý tao nói là em như Ri cũng thích chiếc xe nhưng mà hai bạn không có cái sự cãi vã nhau khi mà phân chia nhau không được như vậy, các bạn vẫn đồng ý với cái vai trò hiện tại. Nhưng bây giờ đố cô Uyên là các bạn sẽ làm sao để gọi được. Làm đối với hai nào? Cô nàng này thì chắc không có đi về đâu. Không không thì nhiệm vụ là phải làm tiếp rồi. Nhưng mà bây giờ đang coi có không biết có ai đi ngang để hỗ trợ không ta. Hay là tìm cái cây nào đó rồi. Hay là hai bạn tự bế nhau lên cũng có thể. Rồi thế thì chúng ta xem là bây giờ cái chuông làm khó hai nàng như thế nào. Mời quý vị theo dõi tiếp ạ. Mệt ra không bấm chuông được rồi. Giờ sao đi? Bật con người lên á. Chúng ta nhờ chú được không? À hay là cô con người lên. Tình thế này thì nhờ sự trợ giúp của người lớn là khả thi hơn cả. Chứ không có quen. Mình quen được. Không sao. Để mình dắt. Chú. Chú bấm chung dùng máy tụi con không? Tại máy tụi con chưa bấm tới được. Thấy ông chú có vẻ không mặn mà lắm, dâu tây liền chuyển qua đề nghị khác. Chú bấm chuông cho mấy tụi con, mấy tụi con quá trời, chú thử bồ miên mít. Chú bấm chuông cho mấy tụi con quá trời, chú thử bồ miên mít. Nhưng chú còn đang bận việc nên không thể giúp đỡ. Mình cứ tìm một cách rồi, mình sẽ lấy cục đá. Cuối cùng, Suri đã nghĩ ra được một cách. Lấy cục đá trời. Hả cái cây vậy? Cục đá đó chắc... Để cái chuông con. Đi làm thử đi. Không. Nhưng xem ra đề xuất này không khả thi lắm. Để nè. Thua keo này bảy keo khác, xem ra chẳng gì có thể làm lùi bước được dâu tây và Suri. Có như chuông á. Chúng ta làm. Bấm được nè. Nó chào cô. Cô chào cô. Mấy tụi con gian quách đó. Đi đâu vậy ạ? Được rồi. Cô Ly đâu? Cô Ly đi đón cho Mi rồi. Để con đi nha. Dạ. Quà cho con. Cô Ly cho con nè. Chúc túc an vui. Quá trời ơi. Không được đâu. Trời ơi. Giơ tay mình cột giơ tay với con gấu anh nha. Trời ơi. Mình cột mượt mà. Tính ôm nó cho. Mình ôm cho. Cái này. Ai, trời ơi. Cái gì nó chùi đi lên. Đi đẩy xuống đi. Không được. Được rồi kìa. Chưa ôm con gấu cho. Đi lại. Ôm con gấu cho mình nha. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô Ly đã tặng cho chúng ta rồi đúng không? Sáng này chết bà chứ. Đẩy. Chị chạy mình thì kêu đẩy phụ. Được rồi đó. Không sao, giơ tay ngà đi. Chúng ta công nhận là thật là giỏi ghê đúng không? Một, hai, ba, lên bờ. Mà lên. Rồi được rồi đó, giơ tay ngà đi. Đúng là cố tình thiệt đúng không? Giơ tay chào anh đây. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành và món quà đã được nhận tận tay. Đội bạn thân hân hoan lên đường trở về nhà. Nhưng còn có một thử thách đang đợi dâu tây và Suri ở phía trước. Mẹ muốn nhờ chương trình có một người mà biết mặt bé, đưa cho bé giữ một cái đồ vật nào đó. Thì trong cái lúc mà bé giữ thì bé có một cái người lạ đến và muốn lấy cái đồ vật đó đi, thì mẹ xem thử là cho ta có theo cái người lạ và có đưa cái đồ vật mà của người quen á là gửi cho mình mà đưa cho người lạ và theo cho người lạ đúng không?
Con chó kìa. Con chó Kiki kìa. Không phải, con trộm. Đúng rồi, con chó Mimi tỉnh nhất. Cô Thảo là một thành viên của ekip chương trình, đã có thời gian tiếp xúc và làm quen với hai bé. Ôi, sướng quá vậy. Con chó của cô đang làm gì vậy? Có một cái chú kia đặt chó của cô. Cô tới cô giao chó cho chú này nè. Mà chờ hoài không thấy chú đâu hết trơn á. Thấy dễ thương không? Dễ thương. Con thích chó hồng. Chó hồng hả? Có chó màu hồng luôn hả? Ủa cô, tại sao con này nó kêu giống con heo vậy? Nó bị lai con heo hay sao vậy con? Chó lai heo. Đúng rồi á. Trời. Giờ hai đứa đi đâu? Con đi về. Đi về hả? Dạ. Bây giờ cô phải đi giao chó cho một cái chú tên là Giáo. Mà bây giờ hả, ở nhà hả, chồng cô gọi cô về quá trời luôn. Nên bây giờ cô phải về gấp. Thử thách đã được đưa ra theo như đúng kế hoạch. Khi nào mà có chú Giáo tới là hai bạn phải giao cho chú nha. Nhớ giao con chó giùm cô. Chú đó tên là Giáo. Chú đó đeo mắt kính đen, đội nón, cao to, rất là đẹp trai. Chú đó như là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc vậy đó nha. Trước sự nhờ vả tha thiết của cô, đời bạn thân nhanh chóng nhận lời, kèm theo một sự hoang mang. Đi cô Giáo ở chỗ này với chú Giáo. Chú Giáo, chú Giáo, chú Giáo đâu? Không thấy. Hả? Một hồi á, con chó của cô hồi nãy á, nó bị bắt rồi sao? Con chó nó dễ thương lắm. Nó tên là con heo. Bởi vì nó toàn kêu giống con heo, đúng không? Chú Giáo. Chú Giáo gần bước kìa. Hai nàng khổ tâm ha. Tự nhiên trên đường đi, sắp hoàn thành rồi bây giờ vậy đó. Ôi mừng quá. Trời, con chó của chú á, nãy chú đi lạc, chú nó đi lạc á. Chú là chú Giáo không? Không phải, không phải chú, là chú Hiếu. Cái con chó này của chú đi lạc từ sáng giờ nè, chú thấy không nó nè. Không phải chứ này, cái con này của chú Giáo. Con chó này của chú, con thấy nó mừng chú không nè, nó tiếng chú nè. Con nói là giao cho chú Giáo chứ. Cô nào? Chú Giáo. Giáo. Chú Giáo nào đó? Số điện thoại của ai? Của cô hồi nãy mà giao con Giáo cho con đó. Cái cô này cô lụm con chó của chú á, chứ con chó này của chú mà. Đâu có, cô nói là giao cho chú Giáo. Giờ chú Giáo chứ. Không, con chó này là của chú. Chú Giáo nào ở đây? Trời ơi, nó mừng chú thấy thương không nè. Trước những bằng chứng của ông chú cũng khá thuyết phục thế này, liệu Dâu Tây và Sherry có bị lung lay? Cô Thảo thấy là hai con rất là đắn đo suy nghĩ. Mà rất là nhất quyết là bây giờ phải là chú Giáo. Em nghĩ là hai bé không có giao đâu. Không biết chắc chị với các mẹ nghĩ sao ta? Mẹ của Dâu thấy sao ạ? Mẹ nghĩ là chú nói có vẻ là hợp lý, cho nên là đưa luôn. À, mẹ nghĩ vậy. Với hai con á, là tuổi này á, không có lý trí được đâu, tình cảm. Không có tính thôi, không có suy nghĩ đâu, chỉ người lớn nói thì phải tin kiểu vậy. Thế bây giờ để xem là các bé sẽ giải quyết như sao trong cái tình huống này đây. Không phải, nó tên là con heo. Không phải, nó tên là con heo. Không, nó tên là Milo. Con nghe thấy nó chứ. Thằng con nghe nói kiểu giống con heo, nó cười lắm đó. Thì ở nhà con chó chú nó cũng tên kia giống con heo mà tại nó mập quá đó. Nhưng mà chú có biết cô không? Chắc cái cô đó là cô lụm được cái con chó này của chú, cô giữ lại đó. Không có đâu, nhà cô đó có nhiều chó lắm đó, nhà cô bán quá trời chó luôn. Hay quá. Con chó của chú cô đem bán đó. Không phải đúng không rồi? Cô đó không biết đâu, chú chó của chú á. Cô nói là giao cho chú khác, chứ đâu phải giao cho chú. Không thuyết phục đâu. Được hai bạn, ông chú đưa ra đề xuất khá hợp lý. Bây giờ con gọi cho cái cô này lại đi, rồi chú hỏi có phải cô lựa, cô lấy được, cô lụm được con chó chú không, cho chú xin lại. Chưa thấy cái điện thoại không? Số điện thoại của cô là 09642. Và trong lúc cả hai lơ là, thì... Chạy cháu.
Ngọc trời, con chó y chang con chó của chú luôn mà. Để chú xíu cho có điện thoại nha. Chú, nhưng mà con phải ra cho chú giáo rồi. Ngay lúc tình hình căng thẳng thì sự hiểu lầm đã được hóa giải. Ủa chứ con chó đây anh cũng mới kiếm được con chó nè. Không phải hả? À, rồi. Thôi chú trả con này. Ở nhà kiếm được con chó của chú rồi. Dạ. Thôi cho chú xin lỗi nha, chú hiểu lầm chứ tưởng nó con chó của chú. Tại vì nó giống con chó của chú quá trời giống luôn á. Vậy nha. Dạ. Đi nha. Rồi chú đi, bye bye hai con nha, cảm ơn hai đứa nha. Chú về với con chó chú đây. Ơi nó dạng cha quá. Đây. Con có bóng không? Dừng lại cưng. Giờ anh có bóng không? Để nó, giữ nó lại nè. Kéo nó lại đi. Sau sự cố vừa rồi thì hai bạn đã cẩn thận hơn rất nhiều. Đi cầm cái dây kìa. Thôi thôi, đi kéo ra. Cột chó vô xe luôn. Mày không biết chú giáo đâu. Không, chú kia đang tìm chú giáo. Giáo nó đẹp trai á. Nó mi mi nó đẹp quá. Làm sao về nhà được đây? À, về đây. Nếu như mà không có chú giáo. Chú giáo ơi! Vô tư nghĩ sao tôi cứu tình giáo thôi. Chú giáo ơi! Bị lo, bị lo, bị lo, bị lo, bị lo, bị lo, bị lo ngoan nào, bị lo. Mặc dù đã bị mắc kẹt với chú chó khá lâu, nhưng cả hai vẫn quyết tâm ngồi đợi chủ nhân thật sự của chú chó nhỏ. Giả đâu? Chú giáo ơi! Bà phải ăn trộm á, tay lấy chiếc xe của chị tay đi mất bây giờ. Ngoan nha. Cho tay, mình đặt tên nó tên là Pipa, Pipa. Mình đặt tên nó cho là cách tay đi ha. Cho dễ thương. Được cách tay cũng được. Mình dắt nó đi áo rồi. Ngày lúc này, một nhân vật nữa đã xuất hiện. Ủa, sao con chó này giống của chú nè? Không phải đâu. Nó dối đó. Thiệt, nãy chú đặt cái cô kia mua giao chó. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này dâu Tây đã có cách để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Có phải chú tên giáo không? Chú tên giáo. Chú đó tên là giáo. Chú đó đeo mắt kính đen, đội nón, cao to, rất là đẹp trai. Nhưng mà phải đeo mắt kính đen à. Chú đâu có mắt kính đâu. Sao chú không đeo mắt kính vậy? Nhưng mà hôm nay chú không có đeo mắt kính. Hồi nãy cô Thảo nói với con là giao cho chú giáo à. Ừ, nhưng mà giờ con có cho chú lấy chó không? Chó thì chó giống của chó của chú đặt mua lắm nè. Không, chú không có đẹp trai. Chú không có đẹp trai. Không nhớ vô chi tiết mắt kính mà lại nhớ vô đẹp trai. Giống của chó của chú đặt mua lắm nè. Con có số của cô Thảo. Tại vì số điện thoại hả? Cô Thảo để số điện thoại cho con hả? Dạ. Chú cho đọc một số điện thoại cái coi. Rồi. 9. Rồi. 6. Rồi. 4. 2. 5. 5. 8. Cô Thảo hả? Anh lấy chó nè, em giao chó cho đứa bé nào đây, nói chuyện với anh lấy chó cái coi. Nè, con nói chuyện với cô Thảo đi. Cô Thảo. Alo. Dạ. Ừ, có chú nào lấy chó hả con? Dạ. Chú đó tên gì? Trên Giáo. Chú đó có đeo mắt kính không? Không. Bữa nay chú anh mắt kính ở nhà rồi cô à. Chú có đẹp trai không? Không. Đẹp không? Nhìn thử coi con có đẹp không? Khó quá, khó quá. Chắc bị lộ rồi. Chi tiết quan trọng nhất không trùng khớp. Ờ, dễ thương. Đẹp quá không? Còn chú có đội nón không? Dạ có. Chỉ có là không đeo mắt kính thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi nha, anh lấy chó.
đúng là chú giáo nè, cô Thảo nói rồi đó. Dạ. Tin chưa? Dạ. Rồi chú cảm ơn con nha. Dạ. Rồi hai đứa đi về nhà, hai giờ đi đâu đây? Đi về nhà. Rồi chú cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Bye bye con. Bác tụi con từ nãy giờ gấp lắm chú à. Vậy hả, mà giữ con chó cho chú hả? Dạ. Trời ơi. Con để em câu nữa, mấy tụi con từ nãy giờ gấp lắm chú à. Đó đó của chú à, đúng không rồi? Vậy là thử thách mà hai mẹ đặt ra được hai cô nàng hoàn thành xuất sắc. Giờ thì chỉ cần phải đi mua thêm rau nữa thôi. Đi về nhà đi. Cuối cùng rồi đã xong việc rồi. Chú công nhận là vui thiệt đúng không rồi? Được đi gieo gió rồi được đi gieo mít nữa đúng không? Xuống dốc cỡ lắm. Đi. Tôi đi đậu xe đây. Đây, cái đỏ xe đây đừng lấy bớt, mình chạy đi qua về mình. Tôi đứng đó nha. Ba ba. Đâu cãi đó bà. Để con qua con đón bạn Sari cái đã. Để con chạy lên lên. Trời sắp mưa rồi đi bà. Bà nhanh lên. Chứ trời mưa là ai cũng phải đi chôn mất rồi. Rồi, mẹ con dành bố đúng cải phải không? Ừ, phải. À, rồi, bây giờ ba hướng dành này, mẹ này. Đó, bỏ bố rồi, được chưa? Dạ. Rồi, rồi, này, con bẻ này. Giờ hai con ở đấy hải rau. Mà đi trao rau một tí xíu thôi, mẹ bà về. Dạ. Con bé bé bà. Hãy đi sao đây? Vừa rồi hả? Đây. Ờ, cái đây phải nhấc, nhấc lên vậy nè. Nè, đây mình nhấc lên rồi hả? Lần đầu được tự tay hái rau, cả hai đều rất hào hứng. Nhưng hình như dâu Tây vẫn có chút bất an. Phải đi công chuyện thôi. Giúp mình đi. Phải đi công chuyện được. Trời ơi, dâu Tây đi đâu vậy? Và nguyên nhân chính là đây. Với một cô bé cẩn thận như dâu Tây thì không thể an tâm khi để cho chiếc xe của mình hớ hênh như thế được. Cứ đánh đèn à bà. Bữa sau bà tính tiền với mẹ nha. Con bác bà Mân. Dạ con cảm ơn bà Mân. Nhiệm vụ cuối cùng mẹ giao cũng đã hoàn thành. Giờ thì mau mau về nhà thôi, kẻo trời mưa. Đôi bạn nhỏ ơi. Dạ đi khỏe đi. Con không còn khỏe. Không phải đi trốn. Phải cố gắng đây. Đâu vậy do? Hai. Rồi đây một mình đúng cực kỳ dịu là không biết theo người là. Mấy mẹ. Mẹ ơi, mấy tụi con đi mua bà mình mua rau đi về. Dạ được rồi, ăn cơm gấu nữa nè. Cảm ơn hai con nha. Hai con có mệt không? Dạ mệt. Rồi, theo mẹ lên nhà nha. Dạ. Giỏi quá. Nói là hai cô bạn này đã có được một cuộc hành trình rất là dễ thương. Chắc là mẹ của dâu Tây rất là hài lòng với cái thử thách mà chị đặt ra cho con đúng không ạ? Mẹ cảm thấy rất là xúc động về hai con. Mẹ cứ nghĩ là trên đường đi á, nhiều khi các chiếc xe đạp thì có một, con gấu cũng có một. Thì mẹ nghĩ là hai con sẽ tranh giành với nhau. Xảy ra tranh cãi rồi giận hờn rồi không có hoàn thành được cái nhiệm vụ của mẹ. Nhưng mà cuối cùng hai con cũng đã hoàn thành xong. Và mẹ cảm thấy yên tâm về dâu Tây hơn. Tại vì bình thường á, là mẹ thấy dâu Tây rất là dễ theo người lạ. Nhưng mà trong cái tình huống mà đưa ra thì hai bạn, cả Sari nữa rất đều là rất là cảnh giác. Nhưng mà thật sự cái con gấu đó là món quà của bạn dâu Tây đúng không ạ? Dạ, món quà của đấy. Cô Thảo thấy là dâu Tây có một câu nói cực kỳ hay là bạn cầm con gấu bông của chúng mình đi. Giống như là dâu Tây cũng có cái cảm giác là mà Sari mà không được quà rồi đi cùng với mình bạn cũng mệt hay như thế nào đó. Thì cái cách đó là một cách rất là khéo léo để con động viên bạn. Và Sari thì rất là nhiệt tình giúp bạn mọi lúc mọi nơi mặc dù nàng ốm hơn nha. Dâu ơi, mai mốt nếu mà mẹ nhờ con đi như vậy nữa thì con có đi không? Dạ có. Con với Ri có bao giờ giận nhau không con?
Dạ cũng lâu lâu ngày cũng giận. À lâu lâu ngày thì cũng giận lần. Nếu mà con với lại dâu giận nhau thì ai làm huề trước hả Ri? Bắt tay. Ờ thôi không ai làm huề trước đó, cứ bắt tay vậy thôi là xong rồi đó. Nhưng mà lúc đó con chạy bộ con có bực bội không? Không. Ừ, con cũng đang nghĩ rằng bạn đang chơi xếp mít đúng không? Dạ. Rồi cô Yên thấy hai con, cô Yên yêu quá à. Coi là xuống, quá. Thấy cái cuộc hành trình của hai con rất là dễ thương. Dạ. Tương trợ nhau nè, rồi chia sẻ nhau nè. Hy vọng là các gia đình sẽ cố gắng để tiếp tục tạo điều kiện để các con giữ vững cái tình bạn này đến lớn lên. Chắc chắn là các bạn sẽ chia sẻ được với nhau rất là nhiều điều. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau ạ.